Ngày 3 tháng 12, ông Lê Văn Thôn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết, trên huyện lộ 54B sông Ba Rài xuất hiện một đoạn sạt lở nghiêm trọng khiến tuyến đường giao thông này bị chia cắt hoàn toàn. Đoạn sạt lở này có chiều dài khoảng 40m, bề ngang rộng khoảng 7m và chiều sâu khoảng 5m. Một số đoạn đường giáp mí với phần sạt có dấu hiệu rạn nứt, sạt lở tiếp. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Sơn đã khảo sát tình trạng sạt lở trên tuyến đường này, sau đó phối hợp với người dân xây tạm một cây cầu ván để phương tiện qua lại. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân xã cũng đã đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Cai Lậy hỗ trợ kinh phí gia cố tuyến sạt lở trên. Anh em này hãm gại cũng hỗ trợ rồi làm được cái cầu tạm bỡ đỡ đi chứ thôi, dân chúng đi vòng chợ đây thôi đi xa dữ lắm, đi xa khoảng. Sao qua là qua xa, nếu mà cái đường này bị sập tiếp á thì nó sẽ đi bao xa để đi qua cái tuyến này. Đi nếu mà đi vòng ra cái chợ đây sát bên, mà nếu mà đi vòng ốc bốn kia khoảng cỡ 5 cây số mà mới tới chợ. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Cai Lậy, thời gian qua, tình hình sạt lở đê bao trên địa bàn huyện Cai Lậy diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sinh hoạt sản xuất của người dân. Hiện tại, trên địa bàn huyện có 44 điểm sạt lở, với chiều dài khoảng 2.184 mét, ước tính kinh phí xử lý hơn 34 tỷ đồng.